Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Lúc này là đang khoảng tầm 14 giờ 10 ngày 12 tháng 7 ngày 7 tháng 12 năm 2018. Thì thưa với anh chị em và các bạn là cái video ngày hôm nay thì lại cùng cập nhật với anh chị em và các bạn một cái thông tin rất là khác biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tức là có thể nhiều khả năng tối hôm nay thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tăng điểm. Nhưng mà nhìn vào cái cách giao dịch của phiên ngày hôm nay cộng với cái việc mà phân tích ngắn hạn tính theo ngày thôi, tính theo T thôi, tức là lướt sóng thôi, thì chúng tôi đang có một cái cảm nhận, thì không biết là có đúng hay không, nhưng mà thực sự là đang thấy có một cái cảm nhận rằng là khả năng thì thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm thì thị trường chứng khoán Việt Nam nó sẽ lại lăn ra, nó giảm điểm hoặc là nó điều chỉnh ngắn hạn. Lý do tại sao chúng tôi lại nói như vậy là có vài lý do như thế này này. Về mặt cung cầu ngắn hạn á, thì nhìn trên cái chỉ số VN Index, nhìn trên chỉ số VN Index á, thì trong mấy phiên gần đây thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc và thậm chí cả Nhật Bản là giảm điểm rất là mạnh, thì thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta không có giảm. Thì trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta có một cái phiên tăng khá là tốt, khá là tích cực trong cái buổi chiều. Khoảng tầm đầu giờ chiều đến giờ thì tăng rất là tốt. Tuy vậy thì tại sao nó lại như vậy, và nó hay dịch chuyển theo cái kiểu mà một số nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là hay rất khó để giải thích cái thị trường này, tại sao nó lại trong ngắn hạn nó lại khủng hoảng như vậy, tại sao có thể là không thể đoán được cái thị trường ngắn hạn. Thì thưa anh chị em và các bạn là cái lực cầu trong những video gần đây chúng tôi cập nhật với anh chị em và các bạn ạ, thì cái lực cầu mà đến trong cái đầu tháng 12 á, thì chủ yếu đến từ cái nhà đầu tư gọi là khối nhà đầu tư tổ chức. Cũng đó là lý do mà trong cái video sát gần đây nhất chúng tôi cập nhật với anh chị em và các bạn là cái việc mà thị trường chứng khoán Mỹ có một phiên tối giảm tới 800 điểm. Sau đó thì buổi sáng ngày hôm sau thì thị trường chứng khoán của châu Á và đặc biệt là thị trường chứng khoán của Trung Quốc và Nhật Bản thì giảm rất sâu, nhưng Việt Nam mình thì chỉ giảm khoảng 7 điểm thôi là hồi phục lại ngay. Thì hôm đó chúng tôi có một đưa ra một cái video nói về câu chuyện là nhà đầu tư tổ chức có chuyên nghiệp hơn nhà đầu tư cá nhân hay không, thì rõ ràng chứng minh rằng là họ chuyên nghiệp hơn nhà đầu tư cá nhân và họ cố cầm giữ thị trường theo cái cách của họ, thì thực ra thì làm được thôi chứ không phải không làm được đâu anh chị em và các bạn. Họ bỏ tiền và họ làm được cái chuyện đó, và khi họ giữ được thị trường, họ có thể là đã phân phối hoặc là đã có thể lướt được trong ngắn hạn, họ có sẵn kho. Cái điều này thì anh chị em và các bạn phải lưu tâm là họ có sẵn kho, họ hoàn toàn có thể mua bán được trong ngắn hạn, thậm chí T1 T2 họ tùy thôi, thích mua bán ngày nào thì họ bán ngày đó thôi. Thì rất dễ cái trường hợp là họ họ giữ như vậy để họ có thể chốt lời ngắn hạn hoặc là họ có thể làm cái điều gì đó theo cái ý của họ. Tuy vậy thì cái phiên mà thị trường tăng tốt thì thanh khoản thấy thực sự không nhiều, đến thời điểm hiện tại thì thanh khoản mới chỉ có 140 triệu thôi, 140 triệu cổ phiếu thôi, và cái dấu hiệu nhỏ nhỏ cho thấy rằng là cần có một cái đợt suy giảm nhẹ. Do đó nên chúng tôi mới thấy có thể đưa ra cho anh chị em và các bạn một cái cảm nhận, đó là nó sẽ rất là khó chịu là thị trường thế giới trong tối hôm nay sẽ tăng, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng, nhưng mà thị trường chứng khoán Việt Nam ngày mai thì sẽ chóng éo, tức là nhiều khả năng là sẽ điều chỉnh, thì sẽ làm anh chị là rất khó chịu luôn. Nhưng anh chị phải thấy rằng là cái cung cầu bình thường của thị trường nó là như vậy, và cái việc mà lúc mà thị trường thế giới giảm thì chúng ta không giảm, thì khi thị trường thế giới tăng chúng ta sẽ giảm. Đó là kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng trải qua rất nhiều lần trong trước đó trong thực tế. Đó cũng là lý do rất 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 quan trọng mà chúng tôi muốn thông báo với quý anh chị em và các bạn, để anh chị em và các bạn có thể nắm, có thể biết, có thể lượng hóa được tình hình là thị trường của Việt Nam là nó sẽ đi rất là hơi hơi khác so với thế giới. Và cái tín hiệu mà trên TA chúng ta nhìn thấy đó là VN Index trong vòng 4 phiên gần đây nó không chịu vượt, nó cứ cày nhây ở 960 này, thì dễ chừng là nó sẽ phải cần điều chỉnh. Và cái điểm điều chỉnh thì về đâu thì chúng tôi cũng không biết, nhưng mà chúng tôi cập nhật tình hình như thế để anh chị em và các bạn đừng có bất ngờ, và cũng dễ sẽ có thể có những cái gọi là nếu như mà đã đầu tư dài hạn thì bình tĩnh trong cái việc mà kiểu như là chúng ta đã mua hàng đang có cổ phiếu thì cũng bình tĩnh và cũng không có phải hoảng sợ lắm trong cái câu chuyện là nó dịch chuyển như vậy.
Thì kính mong là quý anh chị em và các bạn là nắm được cái thông tin, nắm được cái gọi là cái cập nhật của chúng tôi. Thì buổi chiều nay thì chúng tôi cũng có cập nhật trên trên nhóm, thì cũng có inbox. Thực ra để thông tin mà nhanh nhất thì chỉ có thể là qua Zalo hoặc là qua những cái nhóm thôi. Thì chiều nay thì chúng tôi có cập nhật qua Zalo cho anh chị em và các bạn là thông tin thì nó nhanh nhất. Vì lúc chúng tôi cập nhật là ở trên Zalo thì nó nhanh, thì anh chị em và các bạn nào mà muốn tham gia Zalo thì vui lòng là click vào cái link ở phía dưới của video này, thì chúng ta sẽ tham gia cái nhóm Zalo là hội quán tự doanh mà chúng tôi vừa thiết lập, để chúng ta có thể là cập nhật những thông tin nhanh nhất. Và thông thường thì những cái thông tin mà có tính nhạy cảm cao thì chúng tôi thường hay inbox trực tiếp cho anh chị em và các bạn, chứ chúng tôi cũng không quăng lên trên link. Nhưng mà chúng tôi sẽ thông báo là sẽ có thông tin gì đó mà nó khá quan trọng, nó cần thiết để anh chị em và các bạn nắm tình hình phía trước, để chúng ta hoạt động mua bán ngắn hạn, lướt ngắn hạn và bình tĩnh khi mà chúng ta đã giao dịch theo cái vị thế là vị thế dài hơn một chút. Thì mong rằng là những video như này thì đem lại lợi ích cho quý anh chị em và các bạn, cũng như là cái góc nhìn của về thị trường, luôn luôn bình tĩnh trong các cái giao dịch. Và nếu mà hay thì vui lòng để lại like, nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông để được thông báo những video mới, cũng như là có thể thì hãy để lại những cái câu hỏi để chúng tôi có thể chia sẻ với quý anh chị em và các bạn bằng những video tiếp theo. Và chúng tôi xin dừng được video tại đây. Thân ái chào, hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.